Xin chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một video để thông báo hàng về với cấu hình bát 20, bát 25 và bát 25 neo và bát 30 và bát 30 neo. Cấu hình của nó 1, 2, 3, 4, 5 loại BM. Đấy, nhà Tùng Nguyễn làm BM thì nó đủ các mã luôn. Các bác tha hồ lựa chọn với cấu hình dùng gia đình, dùng sự kiện thì dùng 30. Và hôm nay Tùng Nguyễn có review sản phẩm để cho tất cả các bác xem, giới thiệu từ 20 cho đến 30. Đầu tiên em có review đó là một dòng bát 20 BM. Dòng bát này nổi tiếng luôn. Cấu hình mà model của sản phẩm là 8AZ630. Con này củ từ của nó 140, côn 51. Thông suất rất là lớn và công suất nó in 350W nên là không được đâu các bác nhé. Các bác có thể đánh các dòng âm ly hoặc là đánh đẩy. Đấy. Với dòng bát 20, các bác đã bao giờ thấy dòng bát 20 nào mà xương nhôm đúc và gân vải tẩm dầu chưa? Dòng bát này các bác có thể làm loa lời và loa chung. Đấy. Nó là loa bát nhá, nhưng mà các bác có thể là dùng loa chung làm loa sân khấu thì làm loa chung được. Ví dụ như bát 40, bát 50 mình dùng chung 20 này rất là tốt này. Các bác đừng tham trung to quá, chỉ trung 20 thôi. Nón đen và màng đen mờ và gân vải tẩm dầu 2 gân. Dòng bát này anh em hát rất sáng tiếng luôn, bao hát sáng tiếng với dòng bát này. Bát 20 BM em đã đọc mã rồi. Riêng dòng 20, các dòng BM hoặc NG các bác có thể là đọc mã sản phẩm. Và tiếp tục đây là một dòng bát có mã là 25 BM. Đấy, bát 25 BM có model là 10BM 200N, 250W trên trở kháng 8 ohm. Tại sao con bát 20 lại hơn con bát 25 thì mình cũng rất là khó hiểu. Đấy, nhưng mà theo như Tùng Nguyễn kinh nghiệm lắp nhiều loa, với cái dòng mà bát của từ 170 này thì các bác nên đánh âm ly khỏe hoặc là đẩy 16 sò 250W, nhưng mà đây là dòng của từ 170. Tùng Nguyễn chỉ dựa vào củ từ để đọc công suất của loa thôi, chứ không dựa vào cái công suất mà in ở trên tem. Đó là công suất thực tế ở cái củ từ các bác nhá. Con này 10BM 200N, đó là mã từ 170 côn 65. Nhện màu vàng chanh, bát rất đẹp luôn, chạm nhún màu vàng bằng đồng này. Dòng này các bác có thể là kết hợp vào các dòng loa lằm, loa cây. Bác nào mà cần đến tiếng hát nhiều. Đấy, và đánh công suất căng thì các bác có thể lấy dòng bát này. Bát này là gân vải dầu 2 gân màng giấy. Đây là bát 25BM từ 170 khuôn 65. Và tiếp tục là một dòng bát leo. Bát 25 leo. Củ leo của nó bằng luôn cái củ leo 30. Con leo 30 và con leo 25 này, có rất nhiều các bác bảo là 30 với 40 mà cùng côn thì nó có công suất nó có khác nhau hay không. Đấy, giống như một cái thùng phi, thùng to, thùng nhỏ mà cùng cân nặng thì nó thùng rỗng bao giờ nó cũng kêu to các bác nha. 30 tùy theo cái không gian của nhà mình chơi 25 hay 30 thôi. Còn đâu mình nó bằng củ từ nhưng mà công suất còn 30 kia nó bằng nhau nhưng mà nó sẽ uống công suất hơn một chút. Đấy, nó là cái giải 30 mà. Ví dụ người ta làm cái củ bát 25 này mà lại bằng con 50 thì mình nghĩ như thế nào ạ? Tất nhiên là 50 nó phải hơn rồi đúng không ạ? Làm sao mà có thể bằng nhau được? Một cái xe mà bằng cân nặng nhưng nó lại cồng kềnh, nó sẽ bao giờ nó cũng uống hơn là cái thằng mà bé mà nhỏ gọn. Đấy. Với cấu hình củ leo này là côn 75. Củ leo BM này giải ra rất là tốt này, sáng tiếng. Dâu của nó được bọc nhựa từ ngoài vào trong, hàng rất là đẹp. BM. Đây là một dòng củ bát neo cho các bác đi làm a dây đơn hoặc a dây đôi. Các bác có thể là ráp vào các cấu hình mà loa full. Riêng cái thằng loa neo này các bác không nên lắp ba quay hoặc là lắp loa nằm mà các bác lắp full cho em. Thứ nhất là các bác ráp full a dây đôi, full array đơn hoặc là loa lời một bát một tép thì các bác có thể giáp cặp loa này hát rất sáng tiếng. Nhưng đặc điểm em có rất là nhiều các loại loa thì em không phải tư vấn đúng cho khách,
Con bát này các bác không nên gắp vào lo nằm hoặc loạt cây đấy. Tuy là neo này rất là sáng tiếng nhưng mà các bác không nên ghép vào nó nằm mình chơi cặp này nhé, rất là tốt. Nếu cặp bát neo này mà ghép vào nó nằm, thứ nhất nó không hợp thùng, thứ hai là nó ra toàn cảnh lời. Các bác nghe bảo sáng tiếng, tôi lại cần tiếng lời thích, nhưng mà kể cả cái thằng từ thường kia nó hát rất là sáng tiếng luôn. Đây, em cũng báo các bác biết mà các bác nên lắp vào loa gì thì các bác dễ chọn. Và cặp bát 30BM từ neo này, đây từ neo nhá, cái củ thì nó không khác gì 25, như nhau. Màng của nó là 30, gân vải tẩm dầu 2 gân và màng của nó là màng sơn dầu. Con này cũng sơn dầu nhưng mà nó nõn, thiết kế kiểu riêng của nó, con này nó nồi. Đấy, nó nồi hay nó nõn, chất âm đều như nhau các bác nhá. Với cấu hình này là củ bát neo 30BM chuyên về giải ca các bác nhá. Với dòng này công suất là 500W, so sánh với các dòng củ bát từ thường mà 190. Còn củ bát này là công suất nhỏ hơn, có 170 thôi. Và tiếp tục em review đó là một cặp bát từ thường. Cặp bát từ thường này có cấu hình từ 170 côn 76. Đít bát có 6 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Đấy, giống như cái dòng neo này này, nó chụp cái u sắt ở bên ngoài nhưng đít nó sản xuất 8 cái lỗ cơ mà, để tỏa khí và tỏa nhiệt để không bị lóng côn. Còn con này sản xuất 6 lỗ, từ 170 côn 76. Phân khúc này dùng gia đình hoặc dùng loa kẹo kéo. Màng giấy gân vải tẩm dầu 2 gân, chạm nhún màu vàng, dương là đỏ, đen là âm, nhện màu vàng chanh côn 76. Giải loa này hát rất sáng tiếng. Đặc điểm của các dòng BM mà từ nãy em giới thiệu, em chỉ đều giới thiệu con nào sáng tiếng các bạn. Đấy, đấy là cái điều mà không thể phủ nhận được, cái dòng bát này rất là sáng tiếng. Và tất cả các dòng bát BM ở đây đều phù hợp với người chơi, rất dễ chơi, giá thành bình dân. Thì hôm nay em có về tất cả là 5 mẫu bát BM để cho các bác tham khảo. Thì hôm nay Tùng Nguyễn có làm một video, và anh em quan tâm đến sản phẩm có thể liên hệ trực tiếp đến cửa hàng. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nhé. Hẹn các bác trong một clip mới nhất ạ.